Thưa quý vị, một dân biểu Mỹ gốc Việt thăm nhà tù hỏa lò. Theo một bản tin đăng trên tờ báo Người Việt, thì nữ dân biểu có tên là Stephanie Murphy, tên Việt Nam là Đặng Thị Ngọc Dung, đã tháp tùng 11 thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ đến thăm nhà tù hỏa lò ở Hà Nội. Chuyên biến thăm Việt Nam của các vị dân cử Hoa Kỳ là để thảo luận hợp tác quốc phòng, cùng nhau tìm kiếm tụ binh mất tích và hài cốt các binh sĩ Hoa Kỳ, cũng như tình hình an ninh trong khu vực. Theo thông báo của văn phòng dân biểu Mark Thoberry thuộc Đảng Cộng hòa tiểu bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ Viện cho biết là ông Thoberry là người dẫn đầu phái đoàn gồm 12 dân cử liên bang Hoa Kỳ đến Việt Nam. Và cũng theo tờ báo mạng FloridaPolitics.com thì nữ dân biểu gốc Việt đã chụp hình với ông Joe Machen là cựu tù binh chiến tranh Việt Nam ngay bên ngoài nhà tù mà ông Joe Machen từng bị cộng sản giam giữ cách đây hơn 40 năm. Bà Stephanie Murphy thuộc đảng Dân Chủ tiểu bang Florida đã thắng cử vào Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2016 và hiện nay đang là thành viên của Ủy ban Quốc phòng cũng như Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ của Hạ viện Hoa Kỳ. Bà là phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ và hiện nay là dân cử gốc Việt cao cấp nhất của nước Mỹ.